Xin chào mọi người đã quay trở lại với Tokyo Go. Thì hiện tại những anh em là thấy mình đang ở nhà, chứ mình cũng không ở trên văn phòng như mọi hôm nữa. Thì đợt này là dịch mà, thế nên là mình work from home thôi. Thì cũng may là mặc dù là bọn mình thì đang giãn cách xã hội, nhưng mà mình cũng cố gắng là đi mượn cho anh em một con flycam. Mặc dù là biết là dịch đợt này thì chúng ta cũng sẽ chẳng ai đi đâu được cả, nên mình vẫn cố mượn về để review cho anh em xem. Thì đây là chiếc flycam mới đến từ DJI. Thì như anh em đã biết thì chúng ta đã có năm ngoái có DJI Mini, Mini 1 đó. Và tiếp theo đó thì hình như đầu năm nay là Mini 2. Và hãng lại công bố tiếp theo một dòng sản phẩm Mini nữa, đó chính là Mini SE. Thì đây chính là chiếc hộp và bộ Flymore Combo. Thì bây giờ mình sẽ thử mở hộp ra để cho anh em xem rằng là cái bộ Mini SE này có gì khác so với bộ Mini 2. Mình sẽ review cho anh em nhé. Thì bởi vì là mình ở nhà, thế nên mình cũng không thể nào mà mình quay kỹ cho anh em xem được như là mỗi lần mình quay. Nhưng mà mình sẽ cố gắng là giới thiệu kỹ nhất có thể. Thì hộp của chúng ta vẫn sẽ cơ bản là như vậy thôi, vẫn là hình ảnh của sản phẩm. Thì mình sẽ bóc ra. Ok, và đây chính là hộp của chiếc Mini SE. Thì hình như lần này mình nhớ không nhầm, hình như lần này chúng ta có cả một cái bóc để đựng đồ luôn, rất là gọn gàng. Thì tất cả mọi đồ đạc sẽ được đựng ở trong một cái túi như thế này, một cái bách khá là gọn gàng, mình khá là thích cái điều này. Thì cái hộp này thì chúng ta sẽ làm bằng cái nhựa cứng, bằng giống những cái hộp chống sốc mà anh em hay mua ở trên mạng ấy, thì nó sẽ có. Thì đầu tiên chúng ta vẫn sẽ có là chiếc Mini SE. Ok, mình sẽ mở hộp nhanh nhá. Đây chính là chiếc Mini SE này. Về thiết kế tổng thể mà mình nhìn sơ bộ qua thì nó gần như là tương tự với chiếc Mini 2, nó cũng không có điểm gì khác cả, vẫn là nút nguồn ở phía bên dưới này, vẫn có hệ thống tản nhiệt này, vẫn có cảm biến ở dưới đáy, không có cảm biến trước và cũng không có cảm biến sau, sạc thì vẫn là sạc Type-C và USB thôi, sạc Type-C và một cái cổng khe cắm thẻ nhớ ở hai bên, còn cánh thì vẫn như vậy, màu cánh thì cũng vẫn giống màu cánh kiểu cam cam. Cái phụ kiện thì chúng ta có gì? Phụ kiện thì chúng ta sẽ có một cái dock sạc pin, cái này mình rất là thích. Bộ Flymore Combo là mình cũng thích tại vì là nó full đồ luôn ấy, anh em không phải suy nghĩ đắn đo nhiều. Đó. Thì ở trong này đã kèm sẵn hai cục pin và một viên pin đã đặt sẵn trong máy. Thì đây sẽ chính là cái dock sạc pin. Thì cái dock này mình nghĩ là dùng chung với cái Mini 2 thôi, nó cũng không có gì khác biệt cả. Anh em có thể mua bộ này thêm dùng thêm Mini 2 cũng được. Đó. Còn nếu anh em có Mini 2 rồi mà mua bộ này thì chúng ta sẽ có thêm 6 cục pin nữa, rất là tiện. Một cái tag này. Okay. Đây là bộ dây dợ phụ kiện kết nối. Thì đây mình sẽ xem là có những cái gì ở bên trong bộ Flymore Combo này. Ở đây như anh em nhìn thấy, đầu tiên thì chúng ta vẫn sẽ có cánh để thay thế. Đây nhá, cánh ấy, anh em nhìn thấy, đây là bộ cánh này. Đó. Cánh thì chúng ta sẽ có, đây là một đôi, hai đôi và ba đôi. Vẫn như theo truyền thống là chỉ có ba đôi cánh, mà ba đôi thôi nhé các bạn nhé. Đây là 1, 2 và 3. Chúng ta sẽ có ba đôi cánh thôi. Đó. Mấy âm thanh anh em có nghe có rõ không? Tại vì mình quan điện thoại ở nhà, mình không mic, mang theo mic ở nhà vậy. Đây là cái joystick thay thế này. Một cọc cáp micro USB. Ồ, tại sao lại USB nhỉ? Mặc dù đây tất cả đều là dùng đồ Type-C nhưng mà không hiểu sao lại là USB. Hai cái cổng này thì đều là Type-C, nhưng cái này thì lại là USB kiểu cái dạng cổng ngày xưa ấy. Đây này. Ok, thì mình sẽ để đây mình thử nghiệm xem là vì sao. Chúng ta vẫn sẽ được đi kèm một cái cổng cáp Type-C màu trắng nữa. Đó, mình đã có thêm cáp Type-C ở nhà rồi. Và đây là cái cáp kết nối giữa điều khiển và cái điện thoại của chúng ta. Thì ở đây là chúng ta sẽ có cái đầu. Mình biết tại sao là chúng ta sẽ có cáp USB dạng này rồi, thì tại vì là cái điều khiển của chúng ta ấy, nó không phải là cái điều khiển mới giống như là chiếc Mini 2 nữa, mà cái điều khiển này thì các bạn có thể tưởng tượng rằng là nó giống với cái điều khiển của chiếc Mavic 2 Pro. Đấy, cái điều khiển thế hệ cũ. Tuy nhiên thì cái điều khiển này thì chúng ta lại không có cái màn hình ở trên này. Đây, anh em nhìn thấy, cái điều khiển này thì có một màu đen đen cả thôi, nhưng lại không có cái màn hình hiển thị ở đây, mà chúng ta sẽ chỉ có một cái dạng thiết kế như vậy thôi. Vẫn là cái ngàm ở dưới, kẹp điện thoại ở dưới, có cái joystick cắm ở đây. Thì được cái là tất cả làm đen nhám thì mình lại khá là thích màu đen nhám, nhìn trông nó kiểu cá tính hơn, nó mạnh mẽ hơn. Rồi, đây mình sẽ mở ra cho anh em xem. Đây thì ở đây chúng ta sẽ có một cái sẵn cáp kết nối là Lightning rồi. Thì tuy nhiên thì mình sẽ không tháo cái này ra đâu. Mặc dù là mình dùng là Samsung thôi, mình cũng có. Về cái nút điều khiển ấy thì chúng ta sẽ có những nút cơ bản như là cần gạt. Mode thì chắc là vẫn mode C2, đúng rồi. Mode 2, đấy, chúng ta vẫn có những cần điều khiển cơ bản như thế này. Ở trên thì chúng ta có một cái nút bấm quay này, nút bấm chụp ở bên này và một cái dial để chỉnh góc flycam.
Vậy thôi, và cái điều khiển này thì nó khá là đơn giản, kiểu dễ dùng, dễ chơi, dễ ăn và dễ trúng thưởng, nó cũng không có quá là nhiều gì khác biệt cả. Không có cổng kết nối USB thêm ở đây cơ, mà chúng ta sẽ chỉ có cắm được cái kết nối ở đây thôi. Đây này, có cắm một cái cổng kết nối chuẩn cũ ở đây thôi. Thì đấy, như anh em nhìn thấy như lúc mình đầu mình đã nói thì về cơ bản thì là nó giống so với chiếc Mini 2. Tuy nhiên thì nó sẽ có một vài điểm thiếu sót như là chiếc Mini không như Mini 2. Đó chính là đầu tiên ấy, thì chúng ta sẽ không có cái ngàm. Ở Mini 2 chúng ta có một cái ngàm để giữ cái cánh. Và đây khi mà chúng ta bóc cái này ra ấy, cái này mình bóc hơi lỗi thì mình sẽ chi tiết mình cắt nhé. Thì đấy, như anh em nhìn thấy khi mà chúng ta mở cái cánh ra ấy, thì cái cánh của nó sẽ bị văng như thế này. Và khi chúng ta cất ấy, thì nó sẽ hơi khó. Tuy nhiên thì ở trên Mini 2 là cất vào túi, còn ở trên này thì cất vào hộp, vậy nên là mình nghĩ là cái bọc cạp, bọc cái cánh này thì nó cũng không quan trọng nữa. Nhưng mà có thì nó vẫn hợp lý hơn, tại vì khi mà chúng ta lắp vào ấy, chúng ta sẽ cảm giác là cái này nó chắc chắn và chúng ta sẽ không sợ cái cánh của chúng ta bị hỏng ở trong quá trình chúng ta di chuyển. Đó, thì về cái hình thức thì nó vẫn sẽ xem nó giống. Ở đây thì chúng ta vẫn có một cái nắp pin. Đây, nắp pin vẫn mở dưới và theo phương thức là cậy. Như anh nhìn thấy ở trong này đã có sẵn một viên pin rồi. Đó. Về cái viên pin này thì đây mình sẽ chia sẻ kỹ hơn cho anh em nhìn. Anh em có biết nhìn rõ không? Thì cái viên pin này thì có dung lượng là nó đâu đó khoảng tầm 2250 mAh. Thời gian bay được hãng công bố như đâu đó là rơi khoảng tầm 30 phút. Thì tuy nhiên với cái dòng Mini 2 mà mình trước đây mình bay thử ấy thì nó sẽ chỉ rơi vào khoảng tầm đâu đó là 20 phút mà thôi. Về điều kiện thực tế nó rơi vào tầm 15 đến 20 phút tùy vào độ xa anh em bay nữa và tùy vào độ cao. Như hôm mình bay ở ngoài trời mà khá là gió thì nó chỉ bay khoảng tầm hơn 10 phút một tí. Tại vì đấy là hôm gió rất là to, mình test gió mà. Trọng lượng của cái chiếc này thì nó giống như chiếc Mini, theo tất cả các dòng Mini thì nó sẽ chỉ rơi vào dưới 250g. Thì đây là Ultralight là 249g, nó chỉ có như vậy thôi. Ok, ở dưới này chúng ta sẽ có thêm một cái đèn này. Và đây là cái cụm cảm biến như mình đã giới thiệu ở lúc ban đầu. Vậy thôi, chụp camera. Ok, thì nói thêm vào một chút về phần điều khiển nữa đi, sợ anh em chưa nhìn rõ. Thì đây, cái điều khiển đây, nó đơn giản và nó basic đến nỗi là mình cũng không thể tưởng tượng nổi là tại sao DJI có thể làm ra cái điều khiển như thế này luôn á. Chúng ta thì vẫn có nút Return From Home này, chúng ta vẫn có nút nguồn này. Đấy, đèn thông báo pin ở đây này. Đó, về cơ bản thì cái điều khiển này anh em nhìn giống so với cái chiếc điều khiển của chiếc Mavic 2 Pro như mình cũng đã chia sẻ với anh em trong rất nhiều video rồi. Chúng ta vẫn sẽ có một cái điều khiển nhưng mà không có cái màn hình. Nói về phần thông số của chiếc DJI Mini 2 này thì chúng ta có một điều khá là hay, đó chính là chiếc này thì có khả năng quay video lên tới là 2.7K và độ phân giải của cái cảm biến này là kích thước độ phân giải cảm biến rơi vào 12 megapixel. Đó, chỉ có 12 megapixel và quay 2.7K thì nó cũng kiểu xem dành cho những anh em nào kiểu mới dùng ấy thì chúng ta có thể là mua cái bộ này về sử dụng. Và cái này thì được sử dụng công nghệ là AccuSight 2.0 thì có thể truyền hình ảnh tối đa lên tới phạm vi là khoảng tầm 10 km. Còn lý do tại sao mà đặt tên là SE thì mình nghĩ rằng là hãng cũng kiểu muốn tối ưu lại cái phần sản phẩm, tại vì là Mini 2 vẫn chắc là kiểu vẫn còn khá là nhiều linh kiện vẫn có thể sử dụng, như cái cánh quạt này, cái kiểu motor rồi cái body này của nó thì vẫn còn, nói chung là nguyên liệu còn khá là nhiều, cũng như là cái điều khiển này. Thì anh em có nói khiếu nhau rằng là kiểu như là hàng tồn kho của Mini 2 còn nhiều quá thì bỏ ra sản xuất nốt để đẻ ra con SE này. Thì thực ra là cũng một phần là cũng như thế, và một phần cái thứ hai nữa là cái SE này thì nó dành cho những người kiểu còn mới, kiểu gần như là kiểu bắt đầu chơi những dòng flycam mà muốn có một cái chi phí nó không được cao cho lắm mà vẫn muốn sử dụng những đồ của hãng thì của DJI chẳng hạn để bay, để đảm bảo an toàn về bảo hành và bảo tỏa các thứ ấy, thì có thể là suy nghĩ về chiếc Mini SE này hoặc là chiếc Mini 2. Thì cái Mini SE này thì nó có một cái nữa là nó không thể bay được quá xa. Hãng có công bố là bay khoảng tầm 4 km, tuy nhiên thì mình khuyên các bạn là đừng nên bay xa quá khỏi tầm mắt. Ví dụ như chiếc Mini 2 bay test thì nó rơi vào khoảng tầm hơn 3 cây số, thì còn cái này thì lên đến 4 cây. Tuy nhiên thì thực ra là với cái thời lượng pin và với cái điều kiện gió nữa thì mới bay được xa hay không, anh em chỉ nên bay con này ở trong khoảng phạm vi tầm 1 cây số đổ lại, 800m cho đến 1 cây số đổ lại, nói chung là ở trong khoảng cách anh em có thể kiểm soát được, tại vì ở Việt Nam thì chúng ta cũng không có cái giấy phép để mà chúng ta bay, kể cả chúng ta bay có dưới 250 thì chúng ta vẫn sẽ bị bắt đi thường, tại vì vi phạm vào cái phần nói chung là ảnh hưởng liên quan rất nhiều thứ mình không tiện nói, thì anh em có thể tham khảo thêm cái này trên luật. Đó, thì còn đây sẽ là cái video rất nhanh của mình giới thiệu về chiếc Mini SE, một cái sản phẩm khá là mới của DJI trong thời gian gần đây. Thì không biết anh em có suy nghĩ gì về chiếc Mini SE này, và nếu như anh em thông cảm như video có hơi quá tối thì mình trách mình nhé, tại vì là đồ quay của mình đặt mình chưa về đến nơi, thế nên là hiện tại là mình cũng chỉ dùng ánh sáng có sẵn ở trong phòng của mình thôi, thế nên ánh sáng nó sẽ hơi tối một tí, mong em thông cảm. Thì nếu như anh em thích video này thì đừng quên để lại một share cũng như một comment cho mình nhé. Và đừng quên là ủng hộ Tokyo Go để mình có những cái sản phẩm mới hơn và những video mới hơn gửi đến anh em.
và anh em mình muốn làm thêm sản phẩm nào thì hãy để lại bình luận phía dưới nhé. Còn khi nào mà có điều kiện để bay test con SE này thì mình cũng sẽ cố gắng thử để cho anh em. Ok, thì đây là video nhanh thôi. Cảm ơn anh em theo dõi nhá. Đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.